Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tự nhiên phong phần AFK nha bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các chip code dành cho Tân Hữu mới nhất và hướng dẫn cho bạn cách nhập chip code cho nào chưa biết. Để nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhập code thì các bạn nhấn vào alta của mình, nhấn vào chip code và tiến hành nhập chip code nha các bạn. Thì có thứ nhất như sau: BTVIB 468. Đây là có thứ nhất nha bạn, chip code là BTVIB 8888. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho các bạn xem chip code là BTVIB 8888, BTVIB 8888, BTVIB 468. Đó thì bạn nhấn vào hối đối để nhận quà. Có này sẽ hưởng được các phần quà như sau. Đầu tiên là 500 vạn kim tệ, thứ hai là 10 vạn nguyên bảo, thứ ba là 10.000 tiếng gia thạch, thứ tư là hai nhân tộc tự do gói quà, thứ năm là hai tiên tộc tự do gói quà, thứ sáu là hai yêu tộc tự do gói quà, thứ bảy là hai thần tộc tự do gói quà, cuối cùng là hai ma tộc tự do gói quà. Thế này để tự chọn thu hoạch một tướng mộ thù nha bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với code kế tiếp. Như code thì sao? BTVIB 9999, BTVIB 469 là code kế tiếp nha bạn. Thì đây là code kế tiếp. Tiếp có là BTVIB 9999, BTVIB 469 là code kế tiếp. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho các bạn xem code nha bạn. Tiếp có là phong thần VIP 469. Sau đó thì bạn nhấn vào hối đối để nhận quà. Thì có thứ hai này sẽ nhận thưởng được các phần quà như sau. Đầu tiên nó mất cả bạn. Mình sẽ cho bạn vào cái phần túi đồ để xem nha bạn. Tên là bạc nha bạn. Thôi rồi mình sẽ bỏ qua cái đó. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi dược ải. Thì tổng cộng là có 2 giúp tốt. Khi nào có thêm code mới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho bạn. Còn giờ thì các bạn hãy cùng xem sơ qua một chút xíu về gameplay này nha bạn. Thank you.
坚强的外表只是你的伪装。